Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để các bạn kiểm tra xem cảm xúc của mình, cảm giác của mình lựa chọn ngày hôm nay đúng hay không nha. Xin mời các bạn. Chào anh. Chào. Sao em? Đúng sai? Sai rồi. Sai rồi. Em đúng hay sai? Dạ sai. Sai rồi. Nghĩ sao ta đi làm quen với bạn gái mà ta đưa tấm hình người ta cho nhắm mắt, người ta phải dìm hàng thằng bạn, ai dìm hàng bản thân mình. Trời nữa, tặng bạn. Ồ, cảm ơn bạn. Hôm nay cùng tuổi thì chắc xưng bạn. Cùng tuổi thì cùng tuổi chứ mình phải tự tin lên, cùng tuổi vẫn anh em đàng hoàng. Không, em xưng bạn. Ok em. Rồi sao? À, bữa nay mình gặp lần đầu tiên gặp bạn gái xong mình không có chuẩn bị quà hay cái bông cái hoa gì vậy em? Do em đi gấp từ công ty đi qua đây luôn. À vậy hả? Dạ. Phải có chuẩn bị trước từ sáng sớm chứ. Dạ không, sáng sớm cũng đi làm sớm luôn. Vậy luôn hả? Bây giờ chị Tường mời thức ăn của nhà hàng cho các bạn vừa ăn trưa cùng nhau vừa trò chuyện với nhau. Xin mời. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất là ngon và được trình bày rất là đẹp mắt của nhà hàng Bao Điểm Sắm nha. Đây là món tôm viên sốt long châu và bánh xếp áp chảo. Rồi xin mời hai bạn nhớ vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau nha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Hồi nãy bạn nói bạn làm việc ở bệnh viện nào nghe không rõ. Mình làm bên bệnh viện An Bình. Mình là khá dễ ăn, ăn gì cũng được. Nhưng mà mình thì không thích những món có bơ, sữa, phô mai. Cho nên mập không được. Và ăn nhiều rau, bạn làm ca đúng không? Bạn làm ca như vậy thì bạn có thời gian để dành cho một mối quan hệ không? Thật sự ra là nếu như mà mình muốn dành cho nhau á thì tất nhiên sẽ có thời gian thôi. Đúng rồi. Chứ không phải là không có thời gian. Tại vì gia đình mình cũng muốn mình lập gia đình trong... Với lại mình cũng muốn tìm một cái người mà có thể là cùng hợp ý với mình. Mình phải hỏi câu đó tại vì có trường hợp mà những bạn á, họ cũng muốn lắm nhưng mà họ bận và họ cứ lấy lý do bận hoài à. Mình thấy gì đó nó không có thỏa đáng. Tại vì một khi mà đã dấn thân cho một cái mối quan hệ nào thì mình cũng phải có một sự ưu tiên nhất định. Mình phải tự sắp xếp thời gian. Hơn nữa cái điều đó cũng thể hiện rằng một người biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Bạn có hay đi du lịch không? Có, một năm đi một lần vào dịp Tết. Bạn đi một mình hay là có dẫn mẹ đi cùng không? Không, đi một mình, tại vì mẹ mình không thích đi. Những thời gian rảnh á, nếu mà bạn không đi làm á thì bạn làm gì? Thời gian rảnh của mình là hai ngày cuối tuần á, thứ bảy chủ nhật ở nhà thì có những cái thú tiêu khiển như là trồng cây, chăm sóc cá, mèo hoặc là học ngoại ngữ. Nếu mà bạn bè có rủ đi cà phê thì đi. Bạn có biết nấu ăn không? Biết một số món đơn giản thôi. Ví dụ như đậu rồng xào tép hoặc rau muống xào tương. Nếu trong những món nào có liên quan tới rau thì biết. Nãy giờ có bạn vụ đám cưới không? Dạ chưa chị. Bạn có đãi mấy bài rồi, coi được không? Đồ ăn ngon không em? Ngon chị, tại em đang đói mà. Ngon đang đói đúng không? Bây giờ thì Tường sẽ mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình đã chuẩn bị sẵn. Có những câu hỏi khá vui trong này để chúng ta có thể có cơ hội tiếp xúc với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn trai. Thể hiện một hành động lãng mạn để tỏ tình đối phương. Mời em qua đây. Làm luôn. Làm luôn chứ chừng nào làm nữa. Mà em làm IT nên em khô khan lắm. Thì mình phải thử. Đó, nhanh lẹ hết sức không? Trời ơi, ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông đi tỏ tình mà ông thở ra. Ông làm gì tỏ tình giùm cho tôi vậy trời. Cái này khó quá. Sau khoảng thời gian tìm hiểu thì bây giờ mình thấy là cả hai rất là tương đồng, có những ý kiến giống nhau. Mình có thể làm bạn trai của bạn được hay không? Cho mình suy nghĩ chút. Nói tiếp đi, chưa thuyết phục được mình. Lời thuyết phục đâu phải là ở những lời nói đâu. Không lẽ trong khoảng thời gian tìm hiểu bạn không cảm nhận được điều đó? Có thể cảm nhận, nhưng mà giờ phút quan trọng bạn phải nhấn một điểm mạnh gì đó. Để có nghĩa là bạn phải có một cái điểm gì mà phải thật sự là điểm riêng của bạn. Để nhấn vào cái đó thì mình mới lay động được mình. Nếu như mà em đồng ý làm bạn gái anh thì anh sẽ làm gì đồ. Thấy em là người như thế nào, trong lòng anh ra sao gì đó. Nó thuyết phục chút, nói gì đâu ngoài dòng không. Nói chung thì mình thì không có giỏi về mồm mép. Những lời của mình là chân phương. Nhưng mà nếu bạn cũng cảm nhận được mình là người như thế nào trong khoảng thời gian quen biết với nhau rồi. Mình thì không giàu, nhưng mà không giàu về tài chính, nhưng mà có thể giàu về tình cảm. Nếu bạn tìm một người mà để đồng hành đi suốt cuộc đời thì mình nghĩ mình có thể
trở thành một đối tượng đó được. Với lại mình tôn trọng bạn và mình yêu thương bạn vì bạn là chính bạn, vì bạn là chính bạn. Hay, chốt câu này cũng hay. Rồi được rồi, cảm ơn em. Đó. Hay rồi đó, cái câu cuối đó chị thấy hay rồi đó. Dạ, be yourself. Rồi tới phiên bạn gái. Mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm cho chị Tường luôn. À, yêu cầu bạn trai thể hiện sức khỏe bằng hành động cụ thể. Trời ơi, cái thần ốm yếu này làm sao đây? Ừ, thật làm khó sao? Quá, bỏ qua chị ơi. Không bỏ qua được, bây giờ em phải thể hiện có chơi có chịu. Em làm sao em thể hiện sức mạnh chị coi coi. Đứng lên, sân chơi này là của em. Vậy em muốn làm gì? Ẩm cổ, bồng cổ, hít đất, thục dầu. Thì bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Mình nặng 58 ký. Em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 55 ký. Ồ, vậy thì thua rồi. Vậy em muốn sao? Ẩm cổ nổi không? Dạ không. Cổng cổ nổi không? Chắc không luôn. Rồi vậy thôi, hít đất thục dầu. Ừ, chắc vậy quá. Rồi chơi đi. Kiểu này chắc hết cũng không có nhiều, 5 cái thôi. Rồi chị. Sức em nhiêu thì em thể hiện nhiêu chứ giờ sao giờ? Cái gì mà bẻ tay bẻ chân ghê vậy? Không có khởi động chị. Khởi động, rồi. Không mà chơi luôn đi. Chơi luôn. 5 cái nha chị. Ừ. Đếm đi. 1, đếm giùm đi em. 2, 3. Thẳng tài dữ ha. 4, 5. Rồi xong. Rồi xong. Đúng, có chơi có chịu thiệt. Tôi thích bạn à. Tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Đây là lúc quan trọng nhất. Trò chuyện nhiều nhưng chốt lại. Nếu hợp lý chúng ta đừng bỏ qua cơ hội. Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì chúng ta hãy dành cơ hội này cho những người khác. 1, 2, 3. À, sao bạn gái là không bấm nút? Cái cảm giác mà gặp bạn đó thì không có một cái điểm nhấn gì cho em để em thích được bạn ấy. Rồi, rất là tiếc vì Tường không làm được tròn trách nhiệm của mình ngày hôm nay. Cố gắng tìm được một nửa của mình về báo hiếu với mẹ ha. Sớm sớm đừng để mẹ chờ lâu. Còn em gái cũng vậy, rất là dễ thương, rất là đáng yêu, xinh xắn nữa. Chắc chắn là em cũng sẽ có được hạnh phúc của mình. Tường thay mặt chương trình gửi tặng em một món quà để làm đẹp nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bà Mai đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào mai mối được thành công cho cặp đôi này. Thôi thì hẹn ở lần sau quý vị nhé. 12 giờ trưa thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh Mai TV. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 8 giờ sáng thứ ba, thứ năm và 20 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thì hiện tại em là kỹ sư xây dựng. Thì lúc trước đó là em ở nước ngoài là cũng được 15 năm rồi ở Úc á. Em mới về đây là em mới về Việt Nam là khoảng 6 tháng thôi. Ủa sao ở bên đó mà lại về vậy Nguyên đúng không? Dạ, Nguyên dạ. Tại vì thì cũng có nhiều biến cố vậy. Cho nên không, em cứ tâm tình chia sẻ thử để tụi chị nghe cái câu chuyện của mình ha. Sao mà ở bển này không lấy vợ hay là em qua bển là như thế nào? À thì thực tế thì ở bên kia thì em cũng có vợ rồi. Nhưng mà kiểu vợ của em á là cũng là ở bên người Úc nhưng mà cũng người Việt Nam. Thì tụi em có kiểu là như là cũng có xích mích trong chuyện tình cảm á chị. Tại vì em đi làm á thì cũng nhiều. Xong rồi mỗi lần em về nhà á thì hai vợ chồng ít tương tác với nhau á, cho nên càng ngày nó càng xa cách. Thì dần ngày qua ngày á thì vợ em nó cũng có người khác cũng để ý. Thì vợ em nó cũng xinh gái cũng đẹp, thì có khác để ý thì có người ta kiểu cũng quan tâm đến nó rồi tặng quà này kia. Thì ở bên Úc mà chị biết không, là kiểu nó rất là kiểu sống nó thoải mái á chị, sống thoải mái lắm, cho nên mấy cái chuyện đó nó đối nó cũng bình thường thì em cũng bình thường thôi. Thì lúc đầu em cũng không có để ý nhiều đâu, thì càng ngày sau á thì nó phát triển ra cái sự việc nó tệ hơn, cho nên em cũng quyết định chấm dứt luôn. Rồi thì cũng dịp đó tình cờ là ở bên Việt Nam á, em cũng có dì em là làm công ty xây dựng, dì em cũng là làm cũng là một chủ sở hữu công ty xây dựng, thì là cũng lớn lắm, làm ở siêu thị đồ này kia, cũng là tổng thầu cho siêu thị này kia. Thì có kêu em về
thì em cũng ở đây em cũng có một mình, thì ở bên Úc đó, em cũng có một mình. Thì lúc đó thì cũng chia tay rồi thì em cũng quyết định quay về ba mẹ em thôi. Rồi thì em cũng mới về đây cách đây là em về tháng 12 á, bây giờ cũng 6-7 tháng rồi, thì cũng có gì nào ổn định. Thì bây giờ thì có quen rồi, có quen một vài người nhưng mà cũng không hợp, cũng không tới đâu hết, cho nên em cũng thử đại là tìm đến chương trình thử coi nó như thế nào thôi à. Coi nó. Rồi ok em, giờ bây giờ cái công việc em ở đây thì em đang làm cho ở đâu? Ở công ty hay như thế nào? Dạ em làm cho công ty cũng là kiểu của công ty gia đình đó chị. Cũng công ty đó là của dì đồ em làm cho dì em. Rồi ok, thế bây giờ em mong muốn một cái người như thế nào? Trời, với điều kiện của em thì chị nghĩ đâu có khó tìm bên ngoài đâu mà phải vô chương trình ta. Dạ. Việt kiều rồi chứ bộ. Thì chưa có duyên gặp. Thì em cũng bình thường thôi à, em ngoại hình thì cũng dễ nhìn chút xíu. Với lại phải kiểu và phải có là sao ta? Phải có kiến thức chút xíu chị, gọi là phải có em không yêu cầu một cấp cao đâu, nhưng mà cũng phải có ít nhất là phải có đại học. Kiểu mấy người có đại học tư duy nó khác với người mà. Rồi ok, rồi cứ thẳng thắn thôi. Rồi ngoại hình thì em thích làm sao? Cao bao nhiêu? Dạ không, cao thấp gì em không quan trọng, ngoại hình thì dễ nhìn, không mập không ốm, chung là tương đối. Rồi ông yêu cầu vậy là giống người mẫu luôn rồi đó. Không mập không ốm là ngoại hình cân đối luôn rồi đó. Ý là bây giờ cái mặt thì bây giờ người ta nhỏ con hoặc người ta hơi tròn tròn mũm mĩm thì được hay không? Đó. Nhỏ con cũng được. Nhỏ con. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m71 chị. À, cô đó 1m5 được không? À, 1m5 cũng được. Nhỏ nhắn. Cũng thì được. Nhắn xinh xắn được rồi. Ok rồi. Rồi bây giờ cái quan trọng là cô đó ly hôn nè, thì đang nuôi đứa con được không em? À, đối với em thì cũng kiểu con thì nó cũng không có vấn đề, nhưng mà tại vì ba mẹ em á cũng gọi là người Huế chị, miền Trung, nên cũng à. Tại vì em cũng đâu có con đâu, có con em chưa có gì hết á. Ừ, em cũng muốn người nói chung là thật ra là em cũng muốn đẹp lòng ba mẹ đúng không, ý là vậy. Ừ. Vậy chứ bản thân em thì cũng không phải gì ha. Dạ. Rồi vậy thì nếu như cái cô đó cũng ly dị mà cũng chưa có con như em là cũng được đúng không? Dạ thì cũng được nói với em cũng được, nhưng mà như em nói chia sẻ chỉ là ba mẹ em hơi khó thiệt. Nên thì cơ bản là em cũng ly hôn rồi mà, cơ bản là em cũng đã ly hôn rồi, bây giờ dạ. Tự dưng một kêu một cô khác tự tìm kết hôn, cô ấy chấp nhận em thì nói chung là nó cũng có, maybe trường hợp đó nó cũng có, nhưng mà vấn đề là không phải là ai cũng chấp nhận điều đó. Thì mình phải mở, mình đã đến với chương trình rồi thì mình mở thêm ra cái cơ hội cho mình, thay vì cái việc là em cứ khăng khăng là em chọn những cô chưa từng kết hôn theo ý của ba mẹ, cho đẹp lòng, cho vừa lòng ba mẹ. Vậy thì tại sao mình không có tự chọn cái người cho mình? Cô ấy từng kết hôn nhưng cô ấy cũng chưa có con như em thì cũng là độc thân thôi, khác gì những người sống thử, người ta sống thử với nhau 10 năm người ta chia tay đâu. Dạ đúng rồi. Dạ nên đơn giản nó chỉ khác nhau ở cái tờ giấy đăng ký kết hôn và tờ giấy ly hôn, quyết định ly hôn của tòa án thôi, nó chẳng khác nhau cái gì cả. Về mặt quan hệ, về mặt tinh thần, về mặt chị nói thậm chí kể cả về mặt thể xác, đơn giản nó chỉ là khác nhau về mặt cái tờ giấy đăng ký kết hôn thôi. Bây giờ mình cũng đổ vỡ rồi thì người ta cũng đổ vỡ như vậy, thì hai đứa rác lại với nhau thì mới có thể là hiểu với nhau nhiều hơn. Em nói là cái bạn vợ cũ của em kết hôn được bao nhiêu lâu? Chắc cũng 2 năm mà chị, nhưng mà em kết hôn nhưng mà ở bên Úc thì nó khác với Việt Nam, là không có em, nói chung là ở Việt Nam em là không có giấy tờ gì ở đây đó, hiểu không? Nó bên kia nó rồi em đưa đơn nó rồi là tòa án phê duyệt nó là xong rồi, coi như là xong. Đúng rồi, thì tức là ý là chị nói là em cũng đã từng một lần đổ vỡ, một lần mang tiếng, một lần vợ thì cô gái người ta cũng có thể là đã từng đổ vỡ rồi, tại vì nhiều lý do khách quan, chẳng hạn như em cũng vậy, em thừa nhận lý do khách quan là bản thân em thiếu sự chăm sóc đến vợ em thì vợ em có người khác quan tâm hơn, đúng không? Dạ.
Thì bây giờ mình đã rơi vào hoàn cảnh đó thì mình cũng cho vợ, cho bạn gái sắp tới của mình một cơ hội, bản thân mình cũng có một cơ hội chứ. Bây giờ mình cứ khăng khăng mình đi tìm những cái cô mà chưa từng kết hôn lần nào, cái cô mà chưa từng kết hôn lần nào mà cô còn trẻ tuổi, nhỏ tuổi hơn em, thì cô lại yêu cầu là em tìm một anh chưa từng kết hôn lần nào. Thế tự dưng mình bị lỡ nhau hả? Đúng không? Nhưng mà mình cứ mở lòng để cho cơ hội con. Đương nhiên là tụi chị vẫn có thể, tụi chị trong quá trình tìm kiếm cái người để ghép phù hợp với bọn em, tụi chị vẫn có thể là tìm xem những cái cô gái cô chưa từng kết hôn, cô có đồng ý cái trường hợp là bạn trai đã từng đổ vỡ hay không. Tụi chị luôn luôn tụi chị mở ra rất là nhiều option để cho các bạn lựa chọn. Dạ, dạ em hiểu rồi chị. Sorry, máy chị nó đang bị hết pin. Dạ, anh đợi chị biên tập giùm em xíu nha. Rồi. Dạ, do mấy chị cũng hết pin á. Rồi. Ok, hiểu ý của chị chia sẻ không em Nguyên ha? Dạ, em hiểu chị. Đã. Ừ, ok, sorry em nha, nãy giờ cái iPod của chị nó hết pin, chị đang kết nối lại. Đó, dạ. Thì nói chung là mình cứ cho cơ hội thôi, tại vì bây giờ em cũng 33-34 tuổi rồi, không phải là cái này là mình mất hiếu hết cái gì hết, nhưng mà không phải đương nhiên là cái gì mình cũng sẽ phụ thuộc theo những cái sự mong muốn của ba mẹ mình, nhưng mà đôi khi bản thân mình thì cảm thấy là cái điều mà ba mẹ mình không thích thì biết đâu lại tốt cho mình thì sao. Dạ. Nha. Dạ. Người Huế thì đương nhiên là chị biết cái gốc người Huế là người ta như thế nào rồi, đương nhiên là người ta vẫn có cái sự khó tính ở trong đó, nhưng mà cái gì tốt cho mình